ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới. Đặt trước ngày hôm nay. Cái lúc mà anh quyết định bỏ học ấy, tức là sau 2 năm học đại học đúng không? Anh quyết định bỏ. Thế thì cái phản ứng của gia đình, người thân như nào anh? Phản ứng đầu tiên của mẹ anh là tao từ mặt mày ra. Mẹ anh cũng khá là dễ hiểu. Cho gọi là cho tốn bao nhiêu tiền ăn học thì bây giờ tự dưng lại đi bỏ dở. Nhưng mà ấy. cái khoảnh khắc đấy nó diễn ra như nào? Tức là anh về nhà bảo chán quá, con nghỉ học, hay là nó diễn ra là em khá tò mò cái câu chuyện. Thực ra là hồi đấy là anh không nói ông rằng, thế là anh chuẩn bị một số tiền đi vào Sài Gòn thế thôi. Anh đã sẵn sàng chuẩn bị sẵn một số vào trong đấy, nhưng mà vào trong đấy một thời gian thì không quen để ra ngoài này. Bởi vì là kiểu, nhưng mà sau đấy thì kiểu tức là mình lúc mà ra lại ngoài này thì kể ra thì mâu thuẫn gia đình nó rất là lớn ấy. Kiểu bố mẹ với anh thì suốt ngày cãi nhau ấy. Thì bố mẹ cứ bắt anh phải kiểu vẫn xoay quanh câu chuyện là đúng rồi là bỏ học. Ok. Tức là nó sẽ tạo ra một cái mâu thuẫn rất lớn. Đúng rồi, tức là cứ không học, không có bằng đại học thì làm được cái gì? Đấy. Thì thực ra lúc đấy thì anh còn trẻ và anh rất là cứng đầu, thế nên anh chỉ muốn chứng minh một điều ấy là kể cả không có bằng đại học anh vẫn làm được cái gì. Đấy, tức là kể cả không có bằng đại học thì anh vẫn làm được công việc, vẫn có lương lậu các thứ, vẫn ok được. Đấy là thực ra lúc đấy mình cứng đầu, mình quyết tâm là mình chứng minh cái việc đấy. thì nói chung là hồi đấy cãi nhau nhiều lắm, nói chung là cứ dòng bữa nửa tháng lại lôi cái việc là anh không học đại học ra ấy. Rồi là xung quanh bạn bè lúc đấy thì kiểu đã học xong hết rồi ấy, xong rồi là trong nhà cũng thế, nên ra là lại càng nói ấy. Bố mẹ anh thì lúc nào cũng tức là có một cái là luôn luôn nói là kiểu cái bằng đại học không cần, nhưng mà nó là cái tấm vé đấy, để có thể là làm việc được các thứ ấy. Thì anh hồi đấy anh không tin được việc đấy. Nên là anh cứ quyết tâm là kể cả mình phải chứng minh, kể cả mình không có bằng đại học thì mình vẫn có thể làm được những cái công việc mà những người mà có bằng đại học không thể làm được bằng mình nhất đấy. Thôi nó chỉ có quyết tâm thôi. Nhưng bây giờ thì anh, hồi đấy anh tin thế, thế bây giờ thì sao? Bây giờ đánh đấy, hồi đấy anh hơi ngu. Thực ra không phải hơi ngu mà thực sự khá là ngu ấy. Vấn đề nó là vừa ngu dốt ấy, xong lại vừa cứng đầu ấy. Thành ra nó thành một cái gọi là một cái combo nó hơi hủy diệt. Tức là kiểu hồi đấy mình đóng tai, biệt tai và không lắc đầu, không nghe ai cả. Đôi khi chính ra mọi người nói mình lại càng cảm thấy bị tấn đúng công. Rồi, đúng rồi, mình càng, người ta càng muốn mình làm cái gì thì đôi khi là do cái lúc ấy còn trẻ với cả còn húng ấy. Xong là càng làm muốn ngược lại, đôi khi chỉ muốn thể hiện bản thân mình thôi. Đấy, thể hiện bản thân mình nhiều khi chẳng biết thể hiện bản thân mình cho ai. Nhưng mà đầu tiên là thể hiện bản thân cho bố mẹ, đó là bây giờ tôi mới chứng minh bố mẹ có một chứng minh là bố mẹ sai. Liệu sau này giả sử như anh mà làm bố chẳng hạn, mà con anh quyết định bỏ học như thế, anh sẽ như nào? Thực ra thì nếu như mà giả sử như mà là con anh mà bỏ học chẳng hạn ấy thì anh sẽ ủng hộ nó. Nhưng vấn đề là nó phải chịu được cái trách nhiệm cho cái việc đấy. Đấy, phải tự chịu được trách nhiệm cho việc đấy. Đấy, có hai việc, thứ nhất là phải tự chịu trách nhiệm việc đấy. Và thứ hai là trả tiền học phí cho tao. Làm gì làm phải trả. Đấy, nếu như mà mình đã quyết định là mình tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình rồi thì nợ nần là phải trả, đúng không? Đấy, thế nên là đấy, có hai cái việc đấy, làm được thì ok, không làm được thì quay lại đi học tiếp. cũng hợp lý. Thật ra em thì background hơi ngược một tí, là em thì học hết đại học, à không, em cũng bỏ học đại học, nhưng mà em bỏ học để đi học lại học chỗ khác. Tức là ban đầu em học em học ngoại thương được một kỳ, thì sau đấy thì kỳ đấy em đi học ít, đi học bán hàng đa cấp thì nhiều. Thực sự em đã học rất nhiều những cái buổi hội thảo Oriflame. Thực sự em đã học rất nhiều thứ. Thế là sau em quyết định, nhưng mà sau rồi mẹ em bảo em đi học, xong rồi đi học, em đi du học, em đi học Phần Lan. Lúc đầu em học một trường, thế xong rồi cái trường đầu tiên, tại sao em sang bên Phần Lan ấy, là cái trường đầu tiên là em gần như em chả chuẩn bị gì ấy, tại vì lúc đấy em đang bán hàng đa cấp, em đang kiểu cảm giác đây mới là cuộc sống. Kiểu tôi cố gắng để trở thành với cái tóc như này đúng không? Tôi sẽ cố gắng trở thành một giám đốc vàng. Nó có mục tiêu, cuộc sống nó có mục tiêu. Nhưng mà đấy thì thế nên là cái lựa chọn mà sau đầu tiên đi sang học Phần Lan ấy, thì thực chất là em kiểu apply random ấy, kiểu linh tinh luôn. Xong sang đấy em mới lúc đầu em không định đi cơ. Thế nhưng mà đến lúc em đi rồi ấy, thì em mới thấy là cũng hay, cũng ok. Thế lúc sang đấy em bắt đầu tìm hiểu
mới phát hiện ra ồ có một trường khác có vẻ ngon hơn và xịn hơn, hệ thống ok hơn. Thế rồi em apply nhảy sang trường đấy thì đấy mới là trường cuối cùng em kết thúc. Tức là em cũng tính ra nói là bỏ học hai trường đại học kiểu nó bị cắt ngang giữa trường xong rồi nhảy. Đấy, nhưng mà cái này thì đương nhiên chỉ là một câu chuyện là vui vui bên lề thôi. Nhưng mà thật ra để cái ý ở đây là khi em học đại học như vậy thì em nhận thấy là cái câu chuyện đại học ấy nó có những cái lợi này nhá, là ví dụ như thực sự nó cũng xây dựng cho mình một cái tư duy, một cái kiến thức nền tảng hay là cách mình tư duy, hoặc là đây là đại học của nước ngoài. Cái này thì chúng ta cùng trao đổi nhé. Là nhất, với thứ hai là đại học thì có những cái mối quan hệ bạn bè này nọ này, và cái đấy đôi khi nó còn quan trọng hơn cả câu chuyện chất lượng giáo dục. Đúng rồi, khi mà đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì nó rất là dễ, thực ra nó rất là dễ nhưng nó rất là thẳng đuột. Tức là có điểm kém thì ăn đòn, điểm cao thì được thưởng, kiểu kiểu như vậy. Tất nhiên là bây giờ thì nó không đơn giản như thế, nhưng mà cái thời gian chẳng hạn nó chỉ như vậy thôi. Và khi mà như vậy ấy, thì tức là khi mà bạn luôn có người khác đặt mục tiêu cho mình thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà tự do là khi mà mình tự mình phải đặt mục tiêu cho mình ấy, thì lúc ấy thực ra nó rất là khó, rất là khó luôn. Mà cái môi trường đại học ấy nó lại cho mình được cái là mình nhìn được những người khác đang làm cái gì đấy, và cùng với khoảng thời gian đấy họ đang làm cái gì đấy, và cùng khoảng thời gian đấy mình đang làm cái gì đấy. Thế là lúc đấy thì mình chỉ nhìn thôi, còn nhiều khi là mình cũng chả làm gì cả. Tôi nhìn thấy một đứa kiểu suốt ngày học bổng thì mình cũng giỏi đấy, xong rồi mình ok chứ. Ok chứ. Nhưng mà sau đó thì kiểu mình vẫn đi chơi điện tử đến 4 sáng sau đấy, xong rồi vẫn thi lại đều đều ấy, kiểu như thế. Nhưng vấn đề á đó là nếu như mà mình chịu quan sát ấy, và mình đôi khi là mình chỉ ghi nhớ những cái trải nghiệm như vậy, thì đôi khi là sau này nó lại giúp ích cho mình rất là nhiều. Đấy, nó lại giúp ích cho mình rất là nhiều. Thì cái hay nhất của đại học thực ra nó là như vậy, nó là cái khoảng, nói một cách theo một cách nào đó thì nó chính là cái khoảng nghỉ giữa cái việc là đang gọi là mài đúng quần ở ghế nhà trường ấy, với và ra ngoài đi làm. Đấy, rồi trong đại học thì nó cũng có nhiều những cái thứ mà sau này nó gần giống như môi trường bên ngoài, bạn bè ghét nhau, chia phái đi hối lộ người này người kia, kiểu như thế. Anh không nói hối lộ ai nhá, đừng hối lộ người này người kia. Anh đại loại là kiểu như vậy đấy. Thì anh cũng muốn lên trước không? Từ đấy chúng ta có thể bàn sau. Quay lại câu chuyện đại học đã nhá. Vâng. Nhưng mà anh được lên trước nào? CEO được không anh? Thôi trước đấy thì thôi. Trước đấy thì thôi. Ok. Thế thôi vậy. Ở Soi Room thì có lưu truyền một câu ấy. Câu đấy anh nói với ai? Đúng rồi. Anh có thể nói trên sóng cũng được. Làm người không muốn lại muốn làm CEO Soi Room ấy. Không sao, em nghĩ là đấy là biểu hiện của sự ghen tị. Ok, được. Thực sự. Ví dụ cá nhân em nhé, em cũng rất là thích những bạn mà học hành các thứ, thậm chí là học giỏi. Em rất thích những người học giỏi. Bởi vì trong quan điểm của em thì em nghĩ là đôi khi là mình học đại học chẳng hạn, việc mình không thích nó lắm nhưng mình hoàn thiện nó đến cùng, nó cũng thể hiện một tí gọi là phẩm chất của con người. Đúng rồi. Đối với em là như thế. Nhưng mà hồi đấy sếp cũ của anh ấy là có bảo sếp cũ nhá. Trước khi mày muốn thành sếp cũ của anh thì cũng được. Ok. Anh không được, không nói thế đâu. Anh chắc chưa? Xin lỗi. Đấy, tức là sếp cũ của anh ấy nó có nói hai cái điều ấy, đó là thứ nhất là mình làm cái gì á thì mình phải kết thúc nó. Đúng. Đấy. Em cũng tin vào điều đấy. Và cái thứ hai á, đó là bất kể một cái quyết định nào mình đưa ra ấy, thì mình phải người đầu tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, đó là mình. Đấy. Không có để ảnh hưởng cái quyết định của mình ảnh hưởng đến người khác. Đấy. Hai cái đấy nó là hai cái mà anh nghĩ là nó không chỉ đúng với cái việc học đại học hay bất kỳ việc gì thì nó cũng nên như thế. Cái đầu tiên là mình phải tự chịu trách nhiệm được cho những cái hành động của mình. Đúng. Đấy. Thì đôi khi cái đầu tiên ấy, đó là mình làm gì mình kết thúc ấy, đôi khi là tùy thời điểm thôi. Càng về lâu nhưng mà cái đấy thì nó lại càng về sau nó càng phải đúng. Đấy, ban đầu thì có thể bỏ được nhưng mà càng về sau nó càng phải đúng. Đúng. Đấy. Em thấy là mọi người thì hay lấy tấm gương bỏ đại học thành công. Anh thì nghĩ nào về cái này? nó gọi là một cái outlier. Một cái không đúng, gọi là cái survivor bias ấy. Survivor bias đúng không? Nó là kiểu cái nó gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi là thiên kiến người kẻ sống sót đấy. Thường hay nhìn vào người hay nhìn vào cái số thành công ấy mà quên mất rằng ấy đó là thực ra là cái số không thành công ấy nó mới là cái số đông. Cái số không thành công nó mới là cái số đông. Tức là rất nhiều người thì lấy cái câu chuyện của Bill Gates hay là Mark Zuckerberg ra để trở thành cái bài học gọi là tức là
Thành gọi là cái nguồn cảm hứng của mình ấy. Nhưng mà thực ra nguồn cảm hứng của Bill Gates với cả Mark chẳng hạn ấy, nó đến từ túi tiền của bố mẹ thôi. Gia đình giàu quái. Thực sự. Đấy, ví dụ như là Bill Gates chẳng hạn ấy, thì nguồn cảm hứng của ông ấy không phải là một thằng bỏ học khác, mà là đến từ cái việc là bố mẹ ông ấy rất là giàu. Đấy. Đúng. Bố em rất có cái quan hệ để có thể là khi mà ông ấy cái deal đầu tiên là đúng mẹ rồi, mà. Là do mẹ. Đấy, rồi sau này là deal với IBM là do, cũng là do mẹ rồi anh hiểu không nhỉ? Thì thực ra là mình đưa ra quyết định đấy thì mình phải nhìn xung quanh xem là mình có cái backup nào không, có một cái đường lùi nào không. Đấy, đôi khi thì mình không có cái đường lùi ấy, thì nó sẽ rất là phiền phức. Đấy. Con đường này học thì không phải con đường duy nhất, nhưng mà nó là một trong con đường an toàn nhất đối với em. Em nghĩ là an toàn nhất. An toàn và rõ ràng ấy. Và tôi nói thuận tiện. Đấy, nó rất là thuận tiện. Đấy. Và cách thức của xã hội vận hành nó là như vậy. Nếu như mà bạn có mong muốn thay đổi xã hội ấy, thì thực ra bạn phải là một phần của nó đã, bạn phải hiểu cái điều đấy đã. Tức là bạn phải hiểu được điều đấy để sau này bạn thay đổi thì nó mới thực tế được. Chứ còn bây giờ nếu như mà ai mà cũng khi mà bạn không thể nào mà khi mà bạn muốn một mình chống lại thế giới thì cái đấy nó là cái việc mà thực ra nó không thể. Đấy, nó không thể. Bạn chỉ có thể chống lại nó nếu mà là trở thành một phần của nó, đúng không? Đúng rồi, phải hiểu nó. Trở thành một phần của nó để hiểu nó, sau đó thay đổi là phải thay đổi từ bên trong của nó, chứ không phải là thay đổi từ bên ngoài. Nhưng không phải là đứng ở ngoài xong rồi chửi vào đám đông ngu hay là xã hội thế này thế kia. Em nghe cái hơi quen. À không, cái đấy không phải của anh. Em cũng quen một số người, anh có thói quen. Đấy, không phải anh đúng không? Nhưng mà ý là kiểu... Chắc thế. Nhưng mà ý là mình sẽ phải... Đôi khi là mình sẽ phải đứng ở trong đấy để mình nhìn một tí. Thì lúc đấy thì mình mới có thể hy vọng thay đổi được. Thế còn đứng ở ngoài thì cũng chỉ giống chí phèo, đâu có làm được gì đâu. Cuối cùng thì cũng chỉ muốn... Thật ra đấy cũng là lý do tại sao mà em quay về Việt Nam ấy. Tức em bắt đầu ở Việt Nam, nó học Việt Nam xong ra nước ngoài. Xong em muốn làm gì đấy để thay đổi Việt Nam, thì em quay về Việt Nam. Và sống trong cái môi trường Việt Nam này và làm thứ gì đấy. Tại vì em nghĩ là đúng là nó sẽ rất khó. Khó có thể... Gọi là sao nhỉ? Tức là... Khi bạn không thực sự trải qua hay không thực sự mà sống trong một cái không gian, một cái văn hóa hay một thứ gì đấy mà nó có rất nhiều những cái gợi ý nhỏ mà đôi khi nếu bạn vô tình bạn bỏ qua thì có thể bạn sẽ diễn dịch những cái theo một hoàn toàn khác. Theo một cái hoàn toàn khác. Vậy thì em cũng nghĩ với tương tự với câu chuyện đại học nó cũng là như vậy. Em cũng khá đồng tình với quan điểm đấy của anh. Ở một câu tiếp theo của bạn là em năm nay 2K5, năm sau là thi đại học rồi mà vẫn còn mơ hồ, chưa xác định rõ cụ thể ngành mình muốn học thì phải làm như thế nào. Lại mua sách rồi, em quảng cáo đi. Digital marketing. Bây giờ chuyển thành sale director on stream. Thực ra cái vấn đề ấy, đó là kiểu nếu như mà để gọi là trả lời một cái câu chính xác ấy, thì thực ra là em sẽ không thể biết được. Đúng, em nghĩ vậy. Là bây giờ em thích cái gì đâu. Nó có hai vấn đề ấy. Cái này nó là hai vấn đề. Cái này thì ở đây thì phải nói nó cái nó rộng ra mà nó sâu hơn một chút. Đó là thực ra cái trách nhiệm liên quan đến cái vấn đề về định hướng nghề nghiệp ấy là nó phải thuộc về phía gia đình và nhà trường. Ở Việt Nam hiện tại là cái công tác đấy rất là yếu. Công tác đấy rất là yếu bởi vì bản thân nhiều cái bậc phụ huynh cũng là cái sản phẩm của việc là bị định hướng mà. Thế nên là họ có biết, họ chỉ làm trong cái ngành của họ ấy, họ cũng nghĩ rằng là cái này cái kia tốt đấy, cũng chỉ là nghe ở ngoài thôi ấy. Và bản thân họ cũng bị FOMO ấy, cũng bị gọi là nghĩ rằng là con mình theo cái này theo cái kia tốt, và bản thân họ không có được cái đấy. Nên thực ra ở cái giai đoạn này ấy, gọi là phân vân khi chưa biết cái trường nào ấy, thực ra là em nên thi cái trường nào ấy nó phù hợp nhất với năng lực của em. Đấy, với khả năng học của em. Cũng đúng, cũng đấy, đúng. Để đỗ vào đấy và trải nghiệm cái môi trường đại học. Sao rồi bỏ như anh? Bỏ cũng được. Nếu như mà có đủ khả năng bỏ như anh thì bỏ. Đủ ngu như anh thì bỏ thì bỏ. Kiểu thế. Đấy. Nhưng mà thực ra cái vấn đề đó là cái giai đoạn như thế này ấy, thì thực ra là cái giai đoạn mà nó sẽ chưa, tức là cái va vấp ở cái cấp bộ trung học phổ thông, cái va vấp nó rất là mang tính, nó rất là, thực ra nói nghiêm túc mà nó rất là hời hợt. Nó đang với hẳn nó đang giống như kiểu trong một cái lồng kính ấy. Nó hoàn toàn khác biệt so với những cái sự tương tác và những thứ ở bên ngoài xã hội. Cái đấy nó mình không thể trách các em này nhá, mà đôi khi là đấy nó là cái trách nhiệm của gia đình và nhà trường. Đôi khi mà chưa làm được cái việc đấy nhá. Và có người những người làm được, nhưng mà có những người không làm được cái việc đấy, chưa làm được cái việc đấy. Đấy thì nó có nhiều vấn đề nó sâu xa hơn những cái mà chỉ đơn thuần là từ các em rất là nhiều. Thế nên là nếu như mà để gọi là cái việc thứ hai nữa ấy, là thông thường bố mẹ không đưa cho các em cái lựa chọn khác. Đấy. Thay ví dụ như giả sử bọn em không học đại học chẳng hạn ấy, thì có một cái khác nữa bọn em hoàn toàn có thể học nghề.
thực ra học nghề bây giờ nó lại là một trong những cái đúng, em cũng nghĩ học nghề là một cái lựa chọn xu hướng tuyệt vời rất luôn là tốt cho những cái bạn mà tức là đôi khi mà cái khả năng của bạn không nằm ở cái vấn đề về học thuật. Đấy. À, ví dụ như anh bạn thân của anh chẳng hạn ấy, tức là cái bạn đại học của anh ấy là người chơi của anh cũng bỏ học được à, không bỏ thằng đấy không bỏ à, không bỏ thì bây giờ lại đi học. Không bỏ thì bây giờ đi làm với anh à. Nhưng mà em trai của cậu bạn đấy ấy, thì là đang là đầu bếp và là đầu bếp cho những cái nhà hàng Âu đấy, và cũng may á, đó là có tức là cậu em đấy thì có bạn anh định hướng, tức là ví dụ như cảm thấy không có khả năng thi vào đại học chẳng hạn đấy, đi học nghề, nhưng mà học cái nghề đấy á là phải học cái nghề phù hợp với cả cái năng lực của năng lực rồi đấy. Thì lúc đấy thì là kiểu cậu ấy đi học nghề và bây giờ nói chung là thu nhập rất là tốt luôn đấy, thu nhập rất là tốt luôn. Tức là nghề bếp thì nó sẽ hơi vất vả một tí nhưng mà thu nhập rất là ổn định, rất là tốt. Bếp. Không, làm bếp bây giờ là làm thành bếp chính rồi đấy. Ok. Nghe đấy thực sự là một nghề em nghĩ là hay, là ví dụ như một câu chuyện khác thôi, nó ở trong nhà anh thôi, nó là có một cái cậu em họ của anh đấy. Nói chung là chắc là nó không xem cái này đâu, nó học tương đối dốt. Nó không thi nổi đại học luôn ấy, tức là nó không thi nổi đại học luôn ấy, vì năng lực của nó không nằm ở đấy. Đấy, nó không nằm ở đấy. Đấy, bây giờ mình nói thì chắc là nó cũng chả vấn đề gì đâu, nhưng mà nó cũng bình thường mà, nhiều cái chuyện bình thường. Nhưng mà sau đó thì nó học lái xe. Đấy, và bây giờ thì nó thành thầy lái xe. Và thu nhập cũng rất là ổn luôn, cũng rất là tốt, rất là ổn định luôn. Đấy, có gia đình rồi mà thu nhập rất là ổn định luôn. Đấy thì cái vấn đề á, đó là khi mà đôi khi á, khi mà các bậc phụ huynh ấy, khi mà nhìn cho các con chẳng hạn ấy, thì phải nhìn là cái đại học ấy, bản thân đại học nó không phải là cái cửa duy nhất. Đấy, và một cái người nào đó giỏi một cái nghề nào đó thì luôn luôn được trọng dụng. Rất nhiều ngành nghề ở trong cái ngành nghề phục vụ chẳng hạn bây giờ thiếu nhân công, rồi là những cái ngành nghề liên quan đến sản xuất bây giờ là thiếu nhân công. Đấy. Hay là ví dụ như là những cái ngành như lắp ráp chẳng hạn là cũng thiếu nhân công. Đấy, và đấy nếu như mà những cái nghề đấy mà trở thành những cái tay nghề giỏi mà được học hành thực tế, được học nghề thực tế thì họ hoàn toàn có những cái thu nhập chẳng kém gì những cái người khác cả, những cái ngành nghề khác cả. Đấy. Thành một cái gọi là một cái trưởng thợ máy nó đâu phải đơn giản. Nó phải có kinh nghiệm, nó phải có cái kỹ năng cũng phải học rất là rõ ràng người ta thì mới được ấy chứ. Không phải đơn giản đâu. Ok. Cái gọi là cái mình bị rất là sai lầm trong cái hệ thống giáo dục của mình ấy, là đưa đại học ấy, trở thành một cái cao nhất. Đấy, và không không, nhưng mà thực sự em nghĩ kể cả nước ngoài đôi khi nó cũng vẫn đúng rồi, nhưng cái mà ở nước ngoài ấy, thì cái vấn đề về định hướng ấy nó rõ ràng hơn như mình. À, em hiểu. Đấy. Bởi vì thực ra em cũng nghĩ là học nghề cũng là một lựa chọn. Đấy, nó lại quay trở lại câu hỏi ban đầu của mình ấy, là của em ấy, là em nghĩ lựa chọn nào nếu mà không học đại học. Vậy thì rõ ràng là lựa chọn học nghề là một cái lựa chọn mà thực sự mọi người đang đánh giá nó hơi thấp. Đúng rồi, đánh giá nó hơi thấp. Xã hội nó hơi thấp. Trong khi thực sự nếu mà làm nghề tốt thì có thể kiếm tiền và nói chung có một cuộc sống khá là thoải mái. Và quan trọng là được làm cái mà mình nhiều khi cũng là đam mê ấy. Đúng rồi. Giống như kiểu một số bạn mà bây giờ cắt tóc chẳng hạn, đúng không? Làm, đúng làm tóc chẳng hạn, các bạn ấy rất là đam mê, rất thích. Hoặc là pha chế. Pha chế là một nghề rất là ấy mà rất là vui. Sau đó thì còn những nghề như là xăm, xăm này, hoặc là thợ sửa những cái máy móc ô tô thứ này nọ này, thợ may cũng là một trong những nghề đấy, thợ máy này, rồi là sửa ô tô này, sửa điện tử này, thì đấy cũng là những cái nghề mà anh biết có những người mà nhờ đấy mà kiểu làm ra hẳn công ty các thứ mà có sự nghiệp riêng của mình mà. Đúng. Đấy thì có phải là người ta đi đánh giá, nhưng có một cái rất là mâu thuẫn nhá, đó là kiểu cái xã hội của mình bây giờ ấy thì nhiều khi thì kiểu lúc nào cũng đề cao đồng tiền đấy, nhưng mà lại đồng thời lại có một cái tiêu chuẩn kép là vừa đề cao đồng tiền còn vừa muốn học giỏi cơ. Đấy, tức là phải đề cao đồng phải tiền lại có kiếm tiền giỏi và học giỏi và thì học mới giỏi là lại phải có bằng cấp, lại phải có tất cả những cái thứ khác thì người ta nhìn vào người ta mới nể, kiểu như vậy. Đấy, trong khi nó không phải như thế. Chả ai được như thế. Đúng vậy. Các bạn đang hỏi là em 2K6 thích công nghệ thông tin nhưng mà lại thiên hướng theo nghệ thuật. Nên sợ sẽ bị chán, liệu có ngành nào ổn không anh? Thực ra thì vấn đề đó là nếu như mà giả sử như mà em UI UX được mà. Đúng rồi, đấy, tức là ví dụ như là cái ngành UI UX nó là ngành mà cần kết hợp cả hai đây. Nhưng bây giờ ví dụ như một cái full stack UI UX designer thì thường là người vừa có thể vẽ được nhá, vừa có thể design được nhá, đồng thời là còn vừa có thể gọi là hiểu về có thể code dùng. Được, code front end được. Code front end luôn đấy. Đấy, thì có những người như vậy. Đấy. Nhưng mà nói thế với anh phải nói lại đi, tại vì với bạn 2K6 mà đang xem ấy, khả năng bạn sẽ không hiểu những thuật ngữ ấy đâu. Tóm lại UI UX designer là người UI UX là những người mà thiết kế cái giao diện dành cho người dùng ấy.
ví dụ như là cái mặt website của YouTube này nó là do một người họ người ta thiết kế ra. Đúng rồi. Còn UX nó là cái trải nghiệm của người dùng, tức là em click vào đây nó sang chỗ này, click vào kia nó về chỗ khác ấy, thì đấy nó là về về mặt trải nghiệm người dùng, user experience ấy. Và thứ ba nữa là ở cái màn hình mà em đang nhìn lên này thì nó là do một cái code là code front end để nó tạo ra những cái gọi là những cái item rồi là những cái màu sắc của nó. Thì khi mà em kết hợp ba cái đấy vào thì thông thường là bây giờ những cái công ty lớn chẳng hạn ấy, họ đòi hỏi một cái người làm design thiết kế chẳng hạn ấy, phải biết ít nhất là phải có kiến thức về ba cái mảng đấy. Còn nếu mà còn trực tiếp làm được thì thường thường lương rất là cao đấy, thì hoàn toàn có thể làm theo cái hướng đấy được, nếu như mà cảm thấy có tiền hơn người ta sẽ học thêm đấy. Và có một cái này này, tức là có một cái này tức là anh gặp rất là nhiều câu hỏi khi mà bạn hỏi rằng ấy, đó là mình đang học cái này nhưng mà mình có thiên hướng cái khác ấy. Thì có một cách để giải quyết ấy, đó là tìm cách để kết hợp hai cái đấy vào với nhau, luôn luôn là cách đấy. Đấy, tìm cách để kết hợp hai cái đấy với nhau. Giống như hồi trước em đọc một cái bài theo kiểu là nếu bây giờ bạn giỏi kiểu tất cả các, tức là bạn giỏi nhiều lĩnh vực thì bạn sẽ có lợi thế hơn theo kiểu này. Ví dụ như bây giờ bạn nằm trong rất khó để đạt được top 1% hay 5% của một lĩnh vực nào đấy luôn. Nhưng mà maybe là nó dễ hơn với nếu mà đạt được top 20% của lĩnh vực A. Song song rồi bạn nằm trong top 20% của lĩnh vực B. Vậy thì bạn là người mà có khả năng làm được tốt lĩnh vực A và B, lúc bạn chỉ nằm trong 4% thôi, đúng không? Kiểu đúng nhỉ, em có tính. Không phải 2. Nó là 2 nhân 0.02 nhân 0.02 mà 0.04. 0.4%. 0.4%. Tức là bạn lúc đấy bạn sẽ cũng rất là hiếm ấy. Đúng rồi. 4 hay sao ấy? Anh tính nhầm rồi, 4%. 2% nhân 2% mà. 20 mà. Nằm trong 20%. À 20 ở đúng rồi, 20% thì 4%. 4%. Và nếu mà bạn có 3 lĩnh vực thì lại cái con số ấy còn nhỏ đi, nhỏ đi nữa. Thế nên là tức là càng làm lâu ấy thì sẽ càng biết cách để nhìn ra những cái ngách đấy. Đấy, cái ngách nó là những cái mà mình kết hợp những cái kỹ năng khác nhau vào với nhau ấy để mình ra cái ngách đấy. Tại ví dụ như trước kia khi mà anh làm cho công ty của Thụy Điển chẳng hạn ấy, anh làm digital marketing cộng với cả làm về data và code. Thì lúc ấy anh trở thành một người làm marketing tech. Đấy, tức là anh làm tech ở trong marketing. Thì lúc ấy mình sẽ có những cái lợi thế rất là khác. Vừa làm marketing vừa ví dụ như bây giờ bảo một thằng sale đi code chẳng hạn thì rất ít thằng người làm sale code đúng không, nhưng ngược lại bảo ông dev mà đi làm sale chẳng hạn cũng rất ít người làm như thế đấy, nhưng mà người mà có cả hai cái đấy trong rất nhiều trường hợp thì rất là hữu dụng. Kiểu như vậy đấy, là cách để mình có thể phát triển thêm đúng không, là phát triển thêm bằng cách là nếu tôi có thiên hướng này và tôi lại đang học cái này hay gì đấy thì bóng cái ở đấy tôi nên kết hợp hai cái đấy lại. Đừng tư duy nhị nguyên, đừng tư duy theo kiểu là phải hoặc là cái này hoặc là cái kia đấy, trừ khi mà tự nhiên đột tử thôi, chứ còn lại thì cuộc đời cũng dài rộng mà. Đúng. Tìm cách để kết hợp những cái thứ đấy vào với nhau thì bao giờ nó cũng cho mình những con đường mà không ai đi giống mình cả.